Chào mừng quý vị đến với tin giải trí. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Bây giờ là tin mới nhất trong ngày. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Lộ ảnh chiếc giường xếp đầy hoa hồng được cho là của Chi Dân và Lan Ngọc ngày Valentine. Mối quan hệ của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân lâu nay vẫn nhận rất nhiều bàn tán từ công chúng. Mặc dù liên tục lộ bằng chứng hẹn hò, nhưng cặp đôi vẫn không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận. Cách đây không lâu, nữ diễn viên gái già đắm chiêu từng cho biết cô đã có bạn trai và mối quan hệ này khá rõ ràng, càng khiến nghi vấn hẹn hò với Chi Dân được khán giả tiếp tục xôn xao. Vào ngày Valentine 14 tháng 2 vừa qua, bức ảnh Ninh Dương Lan Ngọc hạnh phúc ôm bó hoa hồng mới được tặng cũng được dân mạng phát hiện chụp trước cửa nhà Chi Dân. Cho tới mới đây, mối quan hệ của cả hai còn gây xôn xao hơn nữa khi một stylist của Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ bức ảnh chiếc giường được xếp đầy hoa hồng cực lãng mạn trong ngày Valentine vừa qua. Đáng chú ý nhất là hai chiếc gối được xếp chữ Hiếu và Ngọc bằng hoa hồng. Trong đó Hiếu chính là tên thật của Chi Dân. Hiện bức ảnh này đang được cư dân mạng liên tục truyền tay nhau và gửi lời nhắn đến cặp đôi nên mau chóng công khai chuyện tình cảm khi thường xuyên lộ bằng chứng hẹn hò quá ngọt ngào, lãng mạn như hiện tại. Ninh Dương Lan Ngọc khoe Valentine được tặng bó hoa to đùng nhưng vô tình lại để lộ bằng chứng chụp tại nhà riêng của Chi Dân. Đã từ lâu những thông tin hẹn hò của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, về phía người trong cuộc vẫn giữ kín hoàn toàn mọi thông tin, cũng như lựa chọn im lặng mỗi khi ai đó hỏi về chuyện tình cảm. Mặc dù vậy, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra những bằng chứng cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân. Mới đây, cư dân mạng lại bất ngờ soi được bằng chứng hẹn hò của cả hai nhân dịp Valentine. Cụ thể, khi Ninh Dương Lan Ngọc khoe ảnh ôm bó hoa hồng to đùng nhân ngày Valentine, thì netizen cũng tìm thấy điểm tương đồng của tường gạch phía sau người đẹp. Chi Dân cũng từng chia sẻ hình ảnh phía ngoài nhà mình trong một đoạn clip ngắn. Và trước đó, cả hai cũng nhiều lần bị soi bằng chứng hẹn hò, thường xuyên xuất hiện cùng một địa điểm và đi du lịch cùng nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.